chúng ta sẽ cùng vào hội chợ xem có gì không nhá. Đi vào lối này. Bạn ơi, hôm nay là ở quê Thanh Măng có hội chợ các bạn ạ. Thế và Thanh Măng đã đi vào ngay hội chợ để mua đồ chơi đấy các bạn nhé. À, ở đây, đây là hàng đồ chơi đúng không Thanh Măng? À, ở đây là đồ chơi này. Rất là nhiều đồ chơi. Ông Ruby thấy có cái xe gì đấy hả con? À, wow. Đấy là đồ chơi gì đấy? Súng đúng không? Wow, ở đây rất là nhiều ô tô đẹp. Nhưng mà à, cũng có bộ đồ chơi xếp hình đúng không? Thế bên đúng rồi, xếp hình ngôi nhà thì phải đúng không? Thế mẹ con mình đi vào kia xem có nhiều thứ không nhá. Xong là tí chúng ta sẽ ra đây mua nhá. Rồi, ok. Nào, chúng ta đi ra đây. À, còn đây là đồ ăn này. À, ở đây là rất là nhiều đồ ăn. Rồi, xem. Con ơi, con đừng sò vào đấy, con ơi. Đấy, còn đây cũng là gian hàng đồ chơi này. Anh Văn ơi, đây là gian hàng đồ chơi này. Đúng không? À, 39.000 một thứ à? Đúng không? Thứ nào cũng 39.000. Wow, sao lại rẻ thế nhỉ? Bạn ơi, đây là đồ chơi này. À, hội chợ đây là rất rẻ. Đâu, Ngọc Du Bí thích cái nào nào, con để cho các bạn xem này. Tải chở ô tô này. À, Ngọc Du Bí đang để chọn cái ô tô tải để chở một ô tô con đúng không? Ok, thế Ngọc Du Bí lấy một cái nhá. Thế Thanh Măng có thích cái nào nhỉ? Ở đây còn rất là nhiều loại ô tô, Ngọc Du Bí có thích cái nào đó không con? Thôi. Còn đây là ô tô gì con nhỉ? Đây là ô tô đổ xi măng à? Không, con lấy nhẹ thôi không đổ nhá. Đấy, con lấy là một ô tô gì đấy nhở? Con lấy nhẹ thôi. À, đây là ô tô có thùng này, đúng không? Đấy, ô tô có thùng nhá. Wow, đẹp quá nhở. Ô tô thùng rác á? Ngọc Ruby đang tìm ô tô thùng rác. Đồ chơi chăm sóc cho hoa này. Đâu? Wow, đẹp quá. Đồ chơi chăm sóc cho hoa hả? Ok, con có mua không? Có. Ừ, ok, thế Thanh Măng mua một bộ đồ chơi chăm sóc cho hoa nhá. Hai giá giống nhau này mẹ ơi. Đâu? Ừ, để con thích cái nào thì con lấy cái đấy. À, Ngọc Du Bí đã lấy một cái ô tô xe nâng để chở một cái ô tô bé nữa các bạn ạ. À, trông đẹp quá, đẹp quá. Thế ngoài ra ở đây còn có, wow, Ngọc ơi, đây có cái ô tô màu xanh này chở ô tô màu đỏ này. Con có thích không? Ô tô màu đỏ. Cũng giống như ô tô màu đỏ nha, đúng không? Đấy, con thích cái nào, con thích màu nào thì con lấy màu đấy nhá. Thế, đây còn đây là ô tô cảnh sát này. À, ô tô đấy là, đây là ô tô cảnh sát có thể không Ngọc Ruby nhỉ? Rất là đẹp luôn. Wow, Ngọc Ruby ơi, đây là ô tô chở thú vật này, Ngọc Ruby này. Con biết nhá, đây là ô tô nhốt thú vật. Đây là bộ đồ chơi săn thú vật. Wow, đẹp quá. Hay là mình lấy cái này nhỉ? Anh Năng ơi. Hay mình lấy cái này. Cái này lại lấy luôn á. Wow. Có loại ô tô này. Cái gì này? À, ô tô chở. Con thích cái này nữa. Ô tô chở gì nhỉ? Chở tên bắn đúng không? À, cái đấy là cái bảng. Bảng viết chữ đúng không? Bảng viết chữ đấy dành cho em đấy. Đâu, cái nào? Đâu, Hồng Phương Bi để lên đi xem nào. Đẹp quá đúng không? Wow. Cái tên đúng không? Lại có cái này thôi. Cái này này. Ok. Cái đấy là vẽ cho em bé đúng không? Rồi, thích con lấy cái đấy nha. Con thích con lấy cũng được. Rất là nhiều thứ luôn nha. Đấy, các bạn lấy đi. Hai ô tô luôn. Ok, mua hai cái cho Ngọc Ruby luôn. Nào. Còn Thanh Măng có thích gối ôm không? Con tìm cái gối ôm nào con thích đi. Chiếu bánh này phải dính. À, Thanh Măng thích nha, cái gối ôm nào. Đây, hay là mua con cá sấu nè. Con cá sấu đi con này. Đấy, có thích con cá sấu không? Thích gối ôm, đấy là gối ôm gì đấy con? Gối ôm gì à con? Con gì đấy?
con sóc. Sóc. Ok, thế con thích con nào con lấy đi. À, con là con gì? Ừ, lấy con một cái gối ôm nha. Rồi, một đồ chơi. Con thấy cái bộ câu cá này không? Anh mua bộ câu cá nhé. Wow, con cá sấu đâu? À, như vậy là Thanh Băng đã lấy một cái bộ chăm sóc hoa đúng không? Và một cái gối ôm của Ngọc Ruby lấy hai ô tô. Để con lấy thêm bộ câu cá này nhé. À, con lấy cả hai cái được. Đây lấy cả bộ câu cá này nhớ Thanh Băng nhá. Bộ câu cá này nhiều cá chưa nè. À, Thanh Băng không thích bộ câu cá. Thế thôi, không lấy thì thôi, bây giờ chúng ta sẽ xem thứ khác nhé. Thế được rồi, con bảo chú tính tiền đi, nhanh. Nào, Thanh Băng đã trả tiền rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi ra hàng khác đi. Thôi con không mua nữa đâu, không mua nữa. Thôi bây giờ không mua nữa các bạn ạ. À, đi, đi ra hàng khác nha. Nào kem, chắc họ chưa bán được con ạ. Kem nhưng mà chưa bán. Thôi chúng ta đi ra đằng kia xem đi. Ra đằng kia xem đã, xem có gì tí chúng ta quay lại nhá. Xem có kem không? Gối hình ngôi sao à? À, ở đây hết rồi. Ở đây hết chỗ rồi đúng không? Kiểu mút này. Ở bên kia cũng có, con định gọi mẹ sang bên kia kìa. Ừ. Wow, rất là nhiều kiểu mút nhá, kiểu mút hình kem này. Mua cho con nha. Kiểu mút hình kem này, kiểu mút con đừng rút, cái nào con lấy cái nào thì con mới rút thôi. Đấy, nghe tên là kiểu mút theo hình gì vậy? Đây. Kiểu mút hình xoắn. Wow, trông đẹp quá. Thế Thanh Văn lấy kiểu mút nào? Con đấy, con thích cái kiểu mút nào thì con lấy. Không, con này con mua kiểu mút thôi con ạ. Cái xe đấy lần trước con mua ở hộp nhiều mà. Thế lấy kiểu mút đi. Con đừng người giờ đấy. Lấy cái nào, cái mặt cười hả? Thế con Ngọc Subi lấy cái nào con? Lấy cái siêu nhân hả? Rồi, ok. Hai bạn lấy hai cái kiểu mút nha. Nào, giờ cho các bạn xem nào. Giờ cho các bạn xem kiểu mút này. Đấy. Kiểu mút. À, thế thôi chúng ta sẽ cùng đi tiếp nha. À, ở đây còn có cả kẹo mít mút to này. À, kẹo mút to quá. Ờ, con bắt kẹo ăn đây. Đâu, Ngọc Tumi bắt ăn đi. Cho các bạn xem nào. Đấy, thế nào mà Ngọc Tumi đang bóc kẹo mút ăn. Ngon không? À, thật ngon đúng không? Vậy giờ chúng ta sẽ đi tiếp nha. Đi xuống cuối rồi, xem có gì không nha. Mà tiếp tục không đồng. Có này Có kem không? Có kem không?